Hi, chào các bạn. Hôm nay điện thoại cổ Sài Gòn, website chùmmáycổ.vn sẽ giới thiệu các bạn dòng 88 xịn. Hàng này là hàng men A nha các bạn. 88 thị trường có hai loại, men E và men A. Men A là men cũng là xịn chính hãng nhưng nó không có 3G nha các bạn. Nên giá cả nó sẽ rẻ hơn men E. Và men E nếu mà có 3G thì nó giá cao hơn, nhưng thực sự mình xài những điện thoại này thì không cần 3G nha, chủ yếu cầm sang nghe gọi thôi chứ không có quan trọng là 3G hay wifi gì hết, đúng không các bạn? Đó, nên giá thành của máy này rất là rẻ. Thị trường nếu mà cây này mà men ơ thì giá thị trường bây giờ đang bán cỡ 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13, 14 triệu gì đó. Nhưng bên shop mình nhập hàng này về giá chỉ có 7 triệu thôi nha các bạn. Đây, đó, phong chữ là đúng xịn nha các bạn, chứ không phải như ba cái loại hàng 88 mà hàng phay, hàng nhái, phong chữ xấu xí. Đây, những anh chị nào mà chuyên xài 88 thì nhìn là biết rồi, là biết hàng xịn rồi. Đó, bộ vỏ thì vỏ cao cấp mới nha các bạn. Đó, nói chung là hàng này là hàng cho và dành những anh chị nào mà thích xài 88 nhưng mà không có điều kiện nhiều. Thí dụ như mua những cây mà mười mấy, hai triệu, mấy chục triệu thì xài cũng nghe gọi thôi, đúng không? Cũng nghe gọi thôi chứ không có chẳng làm gì hết, nên mình cũng kinh tế thì mình mua cái loại này rẻ. Đó, cũng là hàng xịn nhưng có cái là nó men A và vỏ cao cấp mới. Đó, rất đẹp nha, cũng không thua gì mấy cái máy mấy chục triệu đâu. Đó, anh chị nào cần cứ liên hệ bên shop mình nha. Đó, đủ loại sapphire đen rồi carbon rồi, đúng không? Đó, kiểm tra là đầy đủ hết nha các bạn. Đó, 88 men A nha các bạn, chỉ khác biệt là không có 3G như men E thôi chứ chẳng có gì hết, cũng nghe gọi rung chuông là âm thanh tuyệt vời, nghe gọi rõ và pin sử dụng 2-3 ngày nha. Đó. Đó, hàng xịn là nó sẽ đóng lại, nó có hai hiệu đồng hồ nha các bạn. Đó, đó, rồi anh chị nào cần hàng cứ liên hệ bên em nha, chùmmáycổ.vn. Giá cho những sản phẩm bên hàng 88 là từ giá 6 triệu mấy đến 7 triệu nha các anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem clip.